Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm việc với tỉnh Hưng Yên về phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi, tái đàn lợn theo hướng chăn nuôi an toàn sinh học. Mô hình trồng lan nhập khẩu mang lại thu nhập cao tại phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Việt Nam năm thứ hai liên tiếp nhận giải thưởng điểm đến hàng đầu châu Á. Thành ủy Hà Nội họp báo về việc nguồn nước sinh hoạt có mùi khét. Những con số đáng báo động về chứng bệnh trầm cảm dẫn đến tự sát. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chủ động công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, bàn giải pháp để tái đàn theo hướng an toàn sinh học, đảm bảo nguồn cung thịt lợn những tháng cuối năm. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tới thăm các mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Tiếp và làm việc với Bộ trưởng và đoàn công tác có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Quang. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cùng đoàn công tác đến thăm kiểm tra tại công ty cổ phần chăn nuôi Marvin ở xã Thuận Hưng. Marvin là đơn vị chăn nuôi lợn có quy mô lớn của tỉnh Hưng Yên với khoảng 400.000 lợn thương phẩm được chăn nuôi an toàn sinh học theo chuỗi giá trị từ nông trại tới bàn ăn. Với hàng chục nghìn lợn nái, đây cũng là trung tâm sản xuất giống lớn của vùng. Nhờ áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt bằng công nghệ hiện đại nên đến thời điểm này, các trang trại của công ty Marvin vẫn giữ được tổng đàn, không bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi. Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cùng đoàn công tác thăm hợp tác xã chăn nuôi Việt Cáp tại xã Dạ Trạch và trang trại chăn nuôi an toàn sinh học tại xã Tân Dân, huyện Khoái Châu. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường biểu dương và đánh giá cao các trang trại hộ chăn nuôi của tỉnh Hưng Yên đã có những nỗ lực trong việc chủ động phòng ngừa hiệu quả bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đến nay vẫn đứng vững và duy trì phát triển chăn nuôi ổn định. Bộ trưởng yêu cầu các trang trại lớn có quy mô chăn nuôi an toàn, khép kín, sạch bệnh cần tiếp tục sản xuất con giống sạch, cung cấp cho người chăn nuôi, phát triển chăn nuôi lợn thương phẩm để góp phần ổn định thị trường thực phẩm, bình ổn giá thực phẩm. Mặt khác, ngành chuyên môn của tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các trang trại chăn nuôi lớn trong tỉnh xây dựng quy trình chăn nuôi an toàn phù hợp, hiệu quả để phổ biến nhân rộng trong toàn tỉnh. Các cấp các ngành của tỉnh cần tích cực vào cuộc đồng hành, hỗ trợ để hoạt động chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng trên địa bàn tỉnh duy trì ổn định, bền vững, phù hợp với nhu cầu thực tế, bám sát thị trường. Hiện nay kiểm tra lại cái tình hình dịch tả lợn đã giảm ở rất nhiều địa phương. Thí dụ Hưng Yên hiện nay nơi đầu tiên xuất hiện dịch tả châu Phi, tất cả các xã qua 30 ngày không còn cái điểm nào là xuất hiện dịch trở lại. Như vậy một cái tín hiệu rất tích cực. Đến giờ phút này có một cái ưu điểm đó là toàn bộ những cái đàn lợn giống cơ bản chúng ta, bao gồm đàn giống cũ kỹ, đàn giống ông bà, tất cả cơ sở chăn nuôi lớn chúng ta giữ được đến bây giờ cơ bản ổn định, đó là một điều kiện rất thuận lợi. Những cái mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, kể cả những công ty, những hộ trang trại lớn, những hộ trang trại vừa phải mà đảm bảo an toàn sinh học thì đến nay đàn lợn vẫn duy trì an toàn. Giá như vừa rồi chính là tín hiệu thị trường tốt, để cộng với ba cái thành tố tích cực kia, chúng ta sẽ khuyến khích những cái hộ lớn, những cái trang trại, những cái công ty đảm bảo đủ an toàn sinh học thì kỳ này tăng đàn. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, những cái quy mô hộ vừa phải, khi mà chúng ta kiểm tra, kiểm soát, chính quyền địa phương hướng dẫn, các cơ quan chuyên môn hướng dẫn mà nếu đủ điều kiện an toàn sinh học thì tiếp tục tăng đàn. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng khẳng định, nhờ sự sát sao của tỉnh trong công tác lãnh đạo chỉ đạo định hướng phát triển chăn nuôi an toàn, chủ động và tích cực phòng chống dịch bệnh, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi, nên đã kiểm soát được dịch bệnh. Đến thời điểm này, tỉnh Hưng Yên đã cơ bản dập được dịch và đang khẩn trương làm các thủ tục đề nghị các bộ ngành trung ương công nhận hết dịch tả lợn châu Phi, cũng như có các giải pháp hữu hiệu để tái đàn phù hợp. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp như hỗ trợ người chăn nuôi có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi phải tiêu hủy, đưa cán bộ chuyên môn xuống cơ sở để đồng hành cùng người chăn nuôi, cùng địa phương trong công tác tái đàn phòng ngừa dịch bệnh, kiên quyết không hỗ trợ tái đàn cho các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư, tiếp tục phát triển mạnh chăn nuôi an toàn sinh học kết hợp với sử dụng chế phẩm thiên nhiên để tăng cường hệ miễn dịch, tăng khả năng phòng bệnh cho đàn lợn, từng bước khống chế, không để giá lợn lên quá cao và cung ứng thực phẩm ổn định cho thị trường với chất lượng tốt.
huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đang tiếp tục triển khai tiêu độc khử trùng nhằm tiêu diệt nguồn bệnh tồn lưu, chủ động phòng chống không để bệnh dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát, bảo vệ sản xuất chăn nuôi, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trong tháng triển khai tháng tiêu độc khử trùng vừa qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tứ Kỳ đã cấp trên 1.200 lít thuốc sát trùng cho các xã thị trấn để phun tiêu độc khử trùng tại điểm giết mổ gia súc và kinh doanh thực phẩm ở các chợ địa phương, đồng thời phát quang cây cỏ xung quanh chuồng lợn, quét dọn thu gom phân loại rác để đốt hoặc chôn khơi thông cống rãnh. Tại thời điểm này, ngành chăn nuôi huyện Tứ Kỳ tiếp tục cấp gần 800 lít thuốc sát trùng cho các địa phương để tiêu độc khử trùng, đồng thời khuyến cáo các cơ sở chăn nuôi không nên tái đàn bởi dịch tả lợn châu Phi vẫn còn tồn lưu trong môi trường, nguy cơ bùng phát trở lại. Năm nay do giá cả bấp bênh, dịch bệnh đầu ra không ổn định nên diện tích nuôi cá bống bớp của huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đã giảm một nửa, nông dân đang chuyển sang nuôi các loại thủy sản khác. Huyện Nghĩa Hưng có nhiều thuận lợi trong việc nuôi cá bống bớp. Có thời điểm, thị trường tiêu thụ thuận lợi, giá bán cao, nhiều người dân ở các xã Nam Điền, thị trấn Dạng Đông, Nghĩa Thắng đã chuyển đổi đất nông nghiệp kém hiệu quả sang nuôi cá bống bớp. Năm 2017, toàn huyện có khoảng 400 ha, sản lượng đạt 1.000 đến 1.200 tấn một năm. Thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc theo con đường tiểu ngạch rất thuận lợi. Tuy nhiên đến nay, diện tích nuôi cá bống bớp của toàn huyện Nghĩa Hưng đã giảm mạnh, chỉ còn khoảng 200 ha, khiến sản lượng cũng giảm theo. Nguyên nhân là do giá bán bấp bênh, dịch bệnh, đặc biệt là đầu ra tiêu thụ sang Trung Quốc bị siết chặt nên con cá bống bớp thương phẩm bị tồn đọng. Thời điểm này, nhiều hộ nuôi cá bống bớp ở Nghĩa Hưng đang chuyển sang nuôi các loại giống thủy sản khác như cá chấm, chép và cá mú. Nhận thấy nhu cầu thị trường chơi hoa cao cấp ngày càng cao, bà Chu Thị Mận ở khu dân cư Phú Đa, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã cung cấp ra thị trường nhiều giống hoa lan nhập khẩu mang lại lợi nhuận kinh tế cao. Nhờ học hỏi và phát huy kinh nghiệm trồng lan từ thế hệ trước, bà Mận mạnh dạn mở rộng diện tích trồng lan với 3 vườn có diện tích 2.500 m², với nhiều mẫu mã đa dạng, phục vụ người chơi lan từ bình dân đến cao cấp. Bên cạnh các giống lan truyền thống như lan Tai Châu, Phi Điệp, một số loại lan nhập khẩu chủ yếu từ Đài Loan như Thiên Nga, Hoa Hồng Đỏ, Sao Thiên Vương đáp ứng tốt nhu cầu thị trường. Việc kết hợp hệ thống tưới nước tự động ngày 2 lần cùng kỹ thuật ghép lan trên các thân lộc vừng, gỗ lũa giúp lan tại vườn luôn khỏe, xanh tốt và sai hoa. Hoa được bán chủ yếu tại tỉnh Hải Dương, Lâm Đồng với giá dao động từ 70.000 cho đến hàng chục triệu đồng một cây. Mỗi năm, vườn lan nhà bà Mận thu lãi trên 500 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động với mức thu nhập 6 triệu đồng một người trên tháng. Thảo quả được coi là cây trồng nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân. Tuy nhiên, giá thảo quả đang ở mức thấp kỷ lục khiến người dân thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Năm nay mặc dù cây thảo quả chưa khôi phục hoàn toàn sau khi chịu ảnh hưởng bởi thời tiết những năm trước, nhưng giá thảo quả đang ở mức thấp kỷ lục, chỉ khoảng 70 đến 80.000 đồng một kg. Người dân cho biết chưa năm nào giá thảo quả khô lại thấp như năm nay, bán 1 kg thảo quả khô không mua nổi 1 kg thịt lợn. Những năm trước, giá bán thảo quả khô dao động từ mức 200 đến 300.000 đồng một kg, có thời điểm lên tới 450.000 đồng một kg. Nhưng nay xuống thấp kỷ lục, nhiều hộ dân thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Có một thực tế là đầu ra của cây thảo quả luôn phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Phần lớn thảo quả khô được thương lái thu mua rồi xuất bán sang Trung Quốc. Khi nhu cầu của Trung Quốc giảm, chắc chắn giá thảo quả sẽ giảm theo. Giá thảo quả hiện nay chỉ còn 70.000 đồng một kg nhưng vẫn không có người mua. Tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới lần thứ 26 dành cho khu vực châu Á và châu Đại Dương năm 2019, Việt Nam tiếp tục nhận giải thưởng điểm đến hàng đầu châu Á. Việt Nam nhận được 4 giải thưởng dành cho thương hiệu quốc gia, gồm điểm đến hàng đầu châu Á năm 2019, điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á 2019, điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á 2019, điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á 2019 dành cho Hội An. Giải thưởng du lịch thế giới khu vực châu Á, châu Đại Dương và giải thưởng khách sạn sang trọng nhất thế giới năm 2019 đã xướng tên 6 khách sạn, khu nghỉ dưỡng, 2 khu du lịch và vui chơi giải trí cùng với cảng hàng không quốc tế Vân Đồn của Sun Group. Tôi nghĩ Sun Group đã tạo dựng được một thương hiệu sang trọng cho Việt Nam và bởi vì sự đầu tư của họ cho những khách sạn đạt tiêu chuẩn cao nhất, thu hút được những tên tuổi lớn trong ngành khách sạn thế giới như Marriott, những thương hiệu hàng đầu thế giới đến Việt Nam, đầu tư vào Việt Nam và vào thị trường cao cấp. Thông qua cái sự kiện này thì rõ ràng là ngành du lịch Việt Nam đã được nâng cao cái vị thế của mình và đóng góp vào cái vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Cùng với các khách sạn và khu nghỉ dưỡng, hai quần thể du lịch và vui chơi giải trí lớn mà tập đoàn giải trí Sun Group xây dựng tại Sapa và Đà Nẵng là Sun World Fansipan Legend và Sun World Bana Hill cũng đã xuất sắc giành giải thưởng Điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu Việt Nam 2019 và Công viên chủ đề hàng đầu Việt Nam 2019. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này khi đi qua tuyến đường Trường Chinh, thành phố Hải Dương, người dân và du khách đều thích thú với vườn hoa hướng dương khổng lồ với hàng vạn bông hoa đang nở vàng rực. Hiện mỗi ngày vườn hoa đặc biệt này đang thu hút hàng trăm người đến thưởng ngoạn. Từ các cháu bé đến các nam thanh nữ tú, các bác lớn tuổi và cả du khách nước ngoài đều thích thú, hào hứng khi đến với vườn hướng dương khổng lồ. Ai ai cũng tìm cho mình một góc đẹp trong vườn để cùng lưu lại những hình ảnh, khoảnh khắc khó quên khi có mặt tại vườn hoa này. Có thể nói là vườn hoa hướng dương này mình thấy vô cùng đẹp. Mình đã từng đi rất là nhiều nơi, từ vườn hoa Châu Quỳ rồi là Hà Nội. Thế nhưng mình thấy là cái hoạt động mà của đoàn thanh niên mà trồng được cái vườn hoa to, hoành tráng và rất là rực rỡ như này thì thấy rất là vui. Thích lắm, bên các em thì không có hoa cái này nhiều thế này, nhưng mà đi Hải Dương thì đến thăm vườn này rất là đẹp, rất là vui vẻ. Vườn hoa hướng dương này được Thành đoàn Hải Dương trồng từ tháng 9 trên diện tích 9.000 m2 với trên 2 vạn cây hoa hướng dương. Thời gian mở cửa đón khách và tham quan từ 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày, từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10. Không như những vườn hoa khác, khi đến tham quan tại đây, người dân du khách không hề mất bất cứ khoản phí nào mà chỉ cần để lại tên tuổi, địa chỉ. Đây là một trong những điểm nhấn để thu hút người dân, khách tham quan trong sự kiện lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại 1 cùng lễ hội đường phố có chủ đề Ánh sáng Thành Đông năm 2019 tại thành phố Hải Dương. Em thấy vườn hoa rất là đẹp ạ. Em mong thành phố và đoàn thanh niên sẽ tạo ra nhiều khu đẹp hơn như thế này nữa để cho các cháu có thể vui chơi và trải nghiệm nhiều hơn. Thực ra là từ hôm qua đến nay thì tất cả các cô giáo trường mình được nghỉ rồi và đi ra đây chụp thì mọi người đều mong muốn là sẽ có nhiều vườn hoa nữa và có thể là theo mùa. Ví dụ như sắp tới đây sẽ là mùa hoa cúc họa mi, rồi là mùa hoa bướm bướm, hoa cẩm chướng thì hy vọng rằng là đoàn thanh niên sẽ triển khai để làm sao mà mỗi một vụ mùa, mỗi một thời vụ có một cái vườn hoa đặc sắc để đem lại một cái nét đẹp riêng cho Thành Đông mình. Mới sau khoảng 3 ngày mở, vườn hoa hướng dương đã được đón gần 2.000 lượt người đến tham quan, tập trung vào thứ Bảy, Chủ nhật. Vì thế, để có thể tham quan vườn hoa hướng dương và lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên cạnh những bông hoa đang khoe sắc rực rỡ, mọi người hãy nhanh chân đến ngay trước khi vườn trổ đợt hoa mới. Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang về công trình nhà nghỉ, nhà hàng Paronama xây dựng trên đèo Mã Pí Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Theo công văn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất quan điểm và phương hướng giải quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang liên quan đến công trình Panorama. Bộ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật, tham vấn ý kiến chuyên gia để có giải pháp khắc phục phù hợp theo hướng cải tạo, chỉnh trang thành điểm dừng chân ngắm cảnh với quy mô kiến trúc phù hợp, không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn toàn cảnh, đảm bảo an toàn hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, không gây tác động tiêu cực đến môi trường, phù hợp với bản sắc văn hóa truyền thống đồng bào các dân tộc ở Hà Giang, đồng thời phải thực hiện đầy đủ các quy trình thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo đúng quy định của pháp luật trước khi triển khai thực hiện. Chiều ngày 15 tháng 10, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức cuộc họp giao ban báo chí, trong đó cung cấp thông tin liên quan đến việc nguồn nước sinh hoạt có mùi khét nồng nặc và có váng dầu trong tuần qua tại nhiều địa bàn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra khuyến cáo đối với người dân và đề nghị Công an tỉnh Hòa Bình điều tra làm rõ hành vi đổ trộm chất thải cũng như việc thiếu trách nhiệm của công ty cấp nước để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tại buổi họp báo, rất nhiều phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí đã đặt câu hỏi về trách nhiệm đối với Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà Nguyễn Văn Tốn khi biết rõ việc dầu thải gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn nước nhưng đã tự ý xử lý và vẫn cấp nước bình thường cho người dân. Khi có thông tin từ báo chí và người dân phản ánh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã thành lập ngay một tổ công tác do Giám đốc Sở Xây dựng là trưởng đoàn lên kiểm tra toàn bộ quá trình vận hành nhà máy nước mặt sông Đà.
một số cán bộ của công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà Vivasuco có phát hiện việc này từ sáng ngày 8 tháng 10 2019 nhưng không có bất cứ báo cáo nào với các cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình cũng như của thành phố, cũng như không có các hành vi để triển khai ngăn chặn ô nhiễm của nguồn dầu theo quy định. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của thành phố cho thấy các mẫu xét nghiệm đều có hàm lượng styren thuộc nhóm các chỉ tiêu giám sát mức độ C, cao hơn giới hạn cho phép từ 1,3 đến 3,65 lần. Chỉ tiêu mùi vị là không đạt. Kết quả giám định mùi khét là do chất styren có từ dầu thải gây ra. Từ các kết quả kiểm tra ban đầu, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khuyến cáo trong thời gian trước mắt, khi công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà chưa xúc xả, thau được toàn bộ hệ thống nước tại các bể của gia đình, khu chung cư, các bể tăng áp, mọi người dân có sử dụng nước thuộc vùng do công ty cổ phần Viwaco, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Đông cung cấp, chỉ nên dùng nguồn nước này để tắm giặt, không sử dụng để nấu ăn, uống, mà nấu ăn, uống tạm thời dùng nước chai, bình do các đơn vị khác cung cấp. Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ bố trí các xe tét của công ty nước sạch Hà Nội túc trực để sẵn sàng chở nước đến cung cấp cho người dân theo nhu cầu. Tính đến hết tháng 8 năm 2019, trên địa bàn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên còn 567 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp chưa giải tỏa hoặc giải tỏa chưa triệt để. Trong đó có 19 trường hợp xây nhà tạm, 162 nhà kho, xưởng, quán bán hàng, còn lại là xây chuồng trại, dựng lều lán, tạm trông coi tài sản và chứa dụng cụ sản xuất. Các vi phạm trên đều có trước chỉ thị số 02 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ngày 16 tháng 3 năm 2016, tập trung nhiều ở các xã Liên Nghĩa, Vĩnh Khúc, Nghĩa Trụ, Tân Tiến và thị trấn Văn Giang. Nguyên nhân là do một số xã thị trấn việc quản lý đất đai chưa chặt chẽ, dẫn đến vi phạm, nhiều công trình vi phạm không có hồ sơ xử lý, lãnh đạo địa phương nhận thức chưa đầy đủ về tầm quan trọng của kế hoạch số 93A, nên thiếu sâu sát, chưa kiên quyết trong việc triển khai và chỉ đạo xử lý chưa triệt để đối với các trường hợp vi phạm. Trước thực tế trên, huyện yêu cầu các xã thị trấn từ nay đến cuối năm tập trung rà soát, phân loại các vi phạm, tăng cường tuyên truyền để người dân tự tháo dỡ. Với những trường hợp cố tình có kế hoạch chi tiết tổ chức giải tỏa dứt điểm các vi phạm, đồng thời quản lý chặt chẽ sau giải tỏa. Thưa quý vị và các bạn, trầm cảm là căn bệnh khá phổ biến và có thể ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cuộc sống. Nhưng đại đa số chúng ta đều chưa hiểu rõ hoặc đang hiểu sai về căn bệnh này. Tại Việt Nam, theo Viện Sức khỏe Tâm thần, mỗi năm có khoảng 36.000 người tự tử do căn bệnh trầm cảm. Mới đây nhất, trên khắp các trang mạng xã hội đều tràn ngập những bài viết và hình ảnh của nữ diễn viên ca sĩ Julie Choi, một ngôi sao nổi tiếng của Hàn Quốc, đã tự sát tại nhà riêng. Nguyên nhân ban đầu được cho rằng cô bị trầm cảm mới dẫn đến cái chết thương tâm khi mới ở độ tuổi 25. Hay mới đây nhất, một nữ dược sĩ tại thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình nhảy cầu tự vẫn khiến dư luận không khỏi bàng hoàng bởi nguyên nhân dẫn đến cái chết cũng là do căn bệnh trầm cảm gây ra. Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi nhắc tới bệnh trầm cảm, tức là chúng ta đang nhắc đến hội chứng rối loạn tâm thần, nó có triệu chứng rõ ràng và vượt xa những cảm xúc buồn chán thông thường mà mỗi chúng ta đã phải trải qua. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại khoa suy nhược thần kinh của Bệnh viện Tâm thần Thái Bình. Mỗi tháng thì nơi đây đã tiếp nhận rất là nhiều lượt bệnh nhân đến thăm khám và điều trị bệnh. Và khi tôi nói ra con số này thì e rằng mọi người sẽ phải giật mình. 9 tháng năm 2019, Bệnh viện Tâm thần Thái Bình tiếp nhận khoảng 3.000 bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm. Trong đó, 250 bệnh nhân bị trầm cảm phải nhập viện điều trị. Người bệnh thường là có cái biểu hiện nó ít ngủ, này, ăn uống nó kém, người gầy sút, rồi là người bệnh làm việc không hiệu quả, không tập trung chú ý và đôi lúc cảm thấy buồn, chán, bi quan. Và đôi lúc với những cái triệu chứng như thế thì người bệnh thường bỏ qua và đi khám ở các cái chuyên khoa khác, không đến chuyên khoa tâm thần để khám và điều trị. Điều đáng lo ngại, nhận thức phổ biến của người trầm cảm là luôn nghĩ mình sẽ khỏi bệnh mà không cần ai giúp đỡ. Họ ngộ nhận rằng mình đang gặp phải một nỗi buồn kéo dài mà chưa có hướng giải quyết. Nếu mà phát hiện muộn ở giai đoạn toàn phát rồi, thì cái bệnh trầm cảm để lại hậu quả rất là nặng nề. Người bệnh trầm cảm giai đoạn nặng mà lại có những cái triệu chứng loạn thần nữa, thường là có những cái ý tưởng và hành vi tự sát, và tỷ lệ cái người bệnh trầm cảm tự sát thành công cao gấp 10 đến 15 lần so với lại cái người bình thường khác.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới bệnh trầm cảm, đa phần là ở giới trẻ, có thể là do áp lực, chuẩn mực về ngoại hình, một công việc lý tưởng hay cách hành xử sao cho đúng với chuẩn mực xã hội. Nếu như không được quan tâm kịp thời, không biết căn bệnh này sẽ còn cướp đi bao nhiêu sinh mệnh nữa. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.